nó bắt cái kênh của một trong người kênh đã bắt tivi làm xịt trên sữa vậy đó. Để chung người đâu rồi, chung người chốn mà mới ra luôn kìa. Ai bắt vậy? Okay. Về nhà đăng ký kênh đi, đậu bắp tivi nha, đậu bắp tivi phái rồi làm lấy điện thoại để được cũng lạnh luôn đi rồi video mới này gặt đây. Cái clip này là mới lại ngàn qua hớt tóc ngáo ngáo về làm clip luôn. Mình lấy này làm lâu rồi mà. Làm lâu rồi. Sao cục đá rồi. Thời gian thi đấu 11 sắp kết thúc. Tỷ số đang là 5-2 nghiêng về FC Đô Tướng. Cầu thủ ghi bàn thay Mèo với 3 bàn thắng. Thanh Hùng đội trưởng 1 bàn thắng. Văn Tính thầy giáo 1 bàn thắng. Sau đây là pha phản công của FC Kiên Lương. Đứng rồi kìa. Làm clip ở nhà xong mới đi lên trường cúp với anh cúp dưới lưới cái anh ghép đánh cười trong lớp quá nhìn cười chứ. Đánh con lại giật gót luôn luôn chớp lại trời cái gôn đồ chớp còn nó chặt được cái trời mưa này gôn đồ chớp à. Làm clip đi cho mấy thằng này bao nhỏ quên. Không ủng hộ mà còn đồ. Hey.
đâu hay cho quá tay gì vậy đụng mẹ sao mà biết cái đó vô mà luôn thì mẹ bung đại đi bung cho nó thấy rõ cái vòng cấm bung đi coi đâu off tivi vậy à, chúc bành dưới lưới cái ghép anh cười. Hay quá. Mình nói chuyện mưa rồi. Hay quá. Lớn kia, lớn tên. Trời ơi, trời.